Chị sẽ hướng dẫn cho Quyền Trang là món cơm gạo huyết rồng gói lá sen. Nguyên liệu chính của nó là gạo huyết rồng. Và kế tiếp theo đó là hạt sen và tôm khô. Đây là thịt xá xíu. Nếu như mà mình không dùng thịt xá xíu thì mình dùng thịt mà để mình khìa. Tại vì lá sen á là tạo cho một mùi thơm. Khi mà chúng ta hấp lên nó sẽ có một mùi thơm đặc trưng của nó. Và nó cũng góp phần khiến cho cái gạo của mình nó không bị khô, nó Đúng mềm rồi, hơn đúng đúng không rồi ạ? Cơm gói lá sen thì cũng em cũng đã nghe cũng khá nhiều lần rồi, tuy nhiên là cơm mà nấu bằng gạo huyết rồng thì thực sự là em cũng chưa được biết là cái loại gạo này nó đặc biệt như thế nào ạ? cái gạo huyết rồng này nó có nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể của người. Và dường như là chỉ có vùng đất ngập sâu như ngập nước sâu như ở Đồng Tháp thì mới có thể có loại lúa ra cho ra gạo huyết Rồi, rồng này đúng không đúng chị? rồi nè. Thì mình bắt đầu nhé. Gạo mình vo sạch, xong mình cho nó vào nồi. Mình cho nước, tại vì cái loại gạo này nó hơi khô hơn cái gạo dẻo, gạo trưng trắng đó, cho nên là mình cho phải để nước hơi nhiều tí ha. Trong khi chờ cơm chín á, thì mình sẽ sắt thịt xá xíu này ra thành hạt lựu. Còn hạt sen á, thì mình sẽ nấu, tôm khô mình sẽ ngâm nước. Rồi sau khi mình đã chuẩn bị nguyên liệu đã xong rồi ha, thì cơm nó cũng đã vừa chín. Giờ chị cho cơm ra tô. Chị sẽ để cho nó nguội một tí, khoảng chừng 5 phút. Sau đó mình sẽ cho cái sửng lên bếp. Để là lúc đó mà mình trộn cơm xong mình để ra cái mình gói lá sen đó mình để cho mình hấp. Em thấy rằng là có những cái người làm nội trợ ấy, họ luôn luôn có một bộ óc để sắp xếp mọi việc rất là có khoa học đúng không? Ví dụ như trong lúc làm cái này thì họ sẽ đun nấu cái kia hay là chuẩn bị cái này, cho nên là một bữa ăn thường là không bị mất quá Một nhiều thời thời gian gian đúng không? thì Đó đúng chính rồi. là lý do vì sao mà khi lên mâm tất cả mọi món ăn đều còn nóng. Rồi sau khi cơm đã nguội rồi thì mình sẽ cho gia vị vào, Là mình trộn thẳng gia vị mình vào trộn cơm thẳng gia luôn vị ạ. vào cơm luôn. Này là hạt nêm gà, Sao mình lại phải dùng hạt nêm gà? Tại sao mình không dùng những cái loại khác như là nếu bò như hay heo gì đó? như bò thì nó có cái mùi của bò nó nặng hơn, còn như heo thì nó cái hạt nó hơi lớn hơn, nó không có tan được, cho nên là chị sẽ sử dụng mà gà nhuyễn rồi một ít Một đường, chút đường cho tăng cái vị đậm đà của đúng hạt rồi, gạo. một ít bột ngọt. Rồi ta sẽ cho là hạt sen, tôm khô với xá xíu vào. Mà Quyền Trang nhớ là cho hạt sen để mình chừa lại một ít lúc mà mình gói cái lá sen, mình để cho nó lên mặt tới khi mình bày vị trí ra dĩa trình cho nó đẹp mắt hơn. Với một cái bọc cơm gói lá sen như này thì em nghĩ là phải cho khoảng ít nhất là 2 người hoặc 3 người ăn đấy đúng không chị? Đúng em. Mà Quyền Trang thấy không, màu tím của gạo huyết rồng, màu trắng của hạt sen và màu vàng của tôm khô với thịt ha, nó có đủ thứ màu. Em cảm giác như cái gạo huyết rồng này nó không quá dính, nó đủ độ tơi để có thể trộn đều tất cả các Vậy loại nó nguyên không, liệu. nó không phải là giống như là gạo dẻo nó có độ dính hơn, còn gạo này nó có nó không có Tơi. nó tơi ra, nó không có độ dẻo. Rồi sau đó là chị sẽ bọc với lá sen. Đây là những cái lá sen mà em đã bơi xuồng ra giữa đồng sen để hái ngày hôm nay đấy ạ. Sau khi được trộn đều, cơm được gói kín trong 2 lượt lá sen, nhìn giống như những gói cốm ở ngoài miền Bắc. Gói cơm được đặt nhẹ nhàng vào sửng đậy kín trong khoảng 15 phút. Hơi nước trong sửng sẽ khiến lá sen mềm ra và toát ra hương thơm hòa quyện với phần cơm trộn, đồng thời sẽ khiến các nguyên liệu hòa quyện với nhau và mềm hơn. Chị có nghe được mùi thơm chưa? Mùi thơm, một mùi thơm rất Của là lá thanh sen. khiết và dễ chịu. Đó, mùi mùi của lá sen là mình Rồi sẽ cắt sau đó ra là ta đúng sẽ không? cắt ra và trang trí lên ha. Đây là món cơm sen sau khi đã được bài trí rất là đẹp mắt như thế này thì bây giờ mình sẽ rất là muốn ăn thử. Bởi vì là mới nghe mùi thôi là đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Sau khi mà ăn thử một miếng cơm cuốn trong lá sen và nấu bằng gạo huyết rồng như này thì Huyền Trang chỉ có thể diễn tả bằng 3 từ là ngọt, thơm và mùi.
Đặc biệt là đầu tiên là phải nói đến cái hương vị, khi mà mình đã phối trộn cùng với những gia vị như thế này thì có một cái vị đậm đà rất là hài hòa mà mình không cần phải dùng thêm bất kỳ loại nước chấm nào khác. Thứ hai là vị thơm của trứng gạo, thêm một chút mùi của lá sen và hạt sen nữa, thì cảm giác như là nó khiến cho mình ăn, khi mình ăn á, mình vừa có thể cảm nhận được bằng vị giác, vừa có thể cảm nhận được bằng khứu giác. Và đặc biệt là cái gạo huyết rồng này, khi em ăn thử thì mới vào cho vào miệng thì mình cũng cảm giác là nó giống như loại gạo khác thôi, nhưng mà càng nhai thì thấy nó càng bùi và càng cái vị ngọt nó càng ngấm ra rất là ngon, đúng không ạ? Và thật là nếu như mà đến Đồng Tháp mà không ăn thử cái món này thì quả thật là rất là tiếc luôn đấy ạ.